在工厂成立环保站，越南慈济志工阮玉碧用心推动环保，坚定走菩萨道，要从2014年说起。工厂大火，这把火烧掉了全部，是一生中最大的逆境。因为有灾难，那可是空空的，不舍了，空空，可能得门路没。nuôi tất cả anh chị em con cháu và những người mà đã cùng gắn bó với Bích Minh 18 năm rồi. 看不到明天，找不到出路，阮玉碧性格大变，有轻生念头。ở nhà có mở truyền hình kênh của sư phụ khai thị thì ông xã nghe sư phụ khai thị dịch lại cho Bích hiểu và bắt đầu là ở Bích tinh tấn lên từ đó bắt đầu thấy tâm mình nó thả lỏng hơn bắt đầu buông bỏ được không buồn nữa không chấp nhất nữa. Là cái chương trình này đó.陪在阮玉碧身旁翻译，蔡小华是越南华侨，中文说得好，常陪越南志工回台参加营队，是翻译好手。一直以来都以妈妈心的带着他们做慈济多年，一路精进，大病后开始调整步伐。所以扩散到肺部，我那时候开始有点慌张。罹患肝癌，治疗后恢复健康，蔡小华发大愿。爱慈济的心也更坚定。如果我可以趁愿再来人生的话，我但愿我能够生在越南，在越南继续做慈济，让越南更好。大爱新闻黄子玲、蔡玉凯，台中报道。